Không phải đến hội nghị này, những bất cập trong chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mới được chỉ ra, mà vài năm gần đây, các chuyên gia kinh tế và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương cũng đã nhìn thấy nhiều điểm chưa hợp lý trong chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Không thể phủ nhận những đóng góp của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong đó rõ nét nhất là GDP bình quân đầu người đã tăng khoảng hơn 20 lần sau 30 năm thu hút đầu tư. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ những lỗ hổng mà chính sách thu hút đầu tư nước ngoài được triển khai trong 30 năm qua trên toàn quốc và những hệ lụy của nó. Trên thực tế thời gian qua đã có nhiều địa phương muốn thu hút đầu tư bằng mọi giá nên đã chấp nhận đi đêm trong đầu tư thậm chí là xé rào chính sách để ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đã từng xảy ra tình trạng một dự án bị tỉnh A từ chối vì lý do môi trường an toàn, thì ngay lập tức được tỉnh B hàng xóm chấp nhận chỉ cốt báo cáo về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của địa phương cuối năm tăng thêm một con số. Khi thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, thì đương nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Cái mà doanh nghiệp có thể làm cho địa phương thì có thể nhìn thấy trước mắt là tạo thêm được một số lượng việc làm, đóng góp được một khoản không nhỏ cho ngân sách địa phương và thể hiện được sức hấp dẫn đầu tư của địa phương. Nhưng nếu nhìn lâu dài thì những gì mà doanh nghiệp đóng góp cho địa phương hoàn toàn chưa tương xứng với những gì mà họ được hưởng, đặc biệt là nguồn tài nguyên, cái mà không một quốc gia nào có thể tái tạo được. Ngoài ra, rất ít doanh nghiệp thực sự quan tâm đến việc phát triển công nghiệp phụ trợ ở việt nam dẫn dắt doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu mà công ty mẹ đã xây dựng đáng lo ngại hơn cả chính sách ưu đãi thu hút đầu tư bằng thuế đã bị một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng để chuyển giá nếu như vài năm trước chúng ta lo ngại với tình trạng chuyển giá chuyển lợi nhuận từ việt nam ra nước ngoài để né thuế thì nay lại phải lo ngại với tình trạng ngược lại chuyển giá, chuyển lợi nhuận từ nước ngoài vào Việt Nam, liên kết giữa các doanh nghiệp ở các địa phương khác nhau để lợi dụng những ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân xuất hiện tình trạng dù doanh nghiệp báo lỗ và lỗ lũy kế vài năm liền nhưng vẫn không ngừng đăng ký gia tăng quy mô đầu tư theo kiểu lỗ vẫn làm. Với cách làm đó không những doanh nghiệp hưởng được những chính sách ưu đãi khi tăng quy mô đầu tư mà còn tránh được khoản thuế hàng năm khi báo lỗ và lỗ lũy kế lợi cả đôi đường. Đứng trước thực tế này, các chuyên gia kinh tế đã nhiều lần khuyến cáo đã đến lúc cần thay đổi chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là trong tư duy của các địa phương. Cần thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những doanh nghiệp thuộc các ngành công nghệ cao sử dụng ít tài nguyên có chiến lược đào tạo lao động và phát triển doanh nghiệp mạng lưới tại địa phương một cách rõ ràng nếu cứ tiếp tục thu hút đầu tư bằng các chính sách quá ưu đãi về thuế về đất đai tài nguyên mà không có những điều khoản ràng buộc trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp đối với địa phương đối với quốc gia thì rất có thể khi tính đúng tính đủ những được và mất thì chúng ta mất nhiều hơn được